Rồi chào bác nha, hôm nay đẹp trời là chốt hai em một lượt luôn nha các bác. Một con Kubotan là 3001 nha, DT2 cầu ta lấy trợ lực nha. Con này về Quảng Bình nha các bác. Này, để qua con bên kia cho bác xem luôn. Con này về Quảng Bình nha, hết chốt online luôn nha các bác. Còn con bên đây này, mấy ông bác này. Con này về Vĩnh Phúc nha. 5018 và Kubotan là 3001 DT. Hai em không hẹn gặp nhau nha, một em về Quảng Bình và một em về Vĩnh Phúc nha bác. Này đang tiến hành đi đổ cái cọc vỏ sau nha bác. Vỏ sau đi lại vỏ zin nha. Này ông bác này. Năm 2018 máy về Vĩnh Phúc. Này. Ông bác này. Đây về quê hương Vĩnh Phúc đây nè. Dạ. Rồi con chúc bác về làm phát tài nha. Rồi. Dạ. Lên xe về Vĩnh Phúc nha, hai em, một em về Quảng Bình. Để qua coi con 3001 đang làm tới đâu rồi nha các bác. Này, con này là máy Nhật nha các bác. Hàng Nhật nha. Kubotan là 3001 DT. Này là trợ lực nha bác, tay lái trợ lực, để rất là nhẹ luôn. Đang câu đèn cho ông bác nha. Ông bác này ông chốt online nha bác. Cái dòng máy này về 4 máy nha. 4 máy, cái dòng này rất là bền luôn. Cái bằng là nồi đồng khói đá nha bác. Đùi rất là dày luôn. Này, kiếm luôn nè. Hai em không hẹn mà gặp nhau nha. Một em về Quảng Bình và một em về Vĩnh Phúc nha. Con này chốt online. Hết chốt online nha bác. Đẹp trời chốt hai em một lượt luôn. Này mới chốt buổi sáng thôi. Rồi em nói vừa chung với con 50 luôn. Vỏ đầu nè, gai còn rất là đẹp luôn. Hôm nay tháo cặp vỏ sau ra nha bác. Tháo cặp vỏ sau ra đỡ qua bên kia. Còn bác chốt con mình này. Rồi máy hiện tại bên cửa hàng còn rất nhiều nha bác. Dòng của Kubota em là 4708 dưới 4508 DI 5018 luôn gạt súp lật M6040 đầy đủ hết nha. Phía trước là con Kubota em là 3408 nha bác. Rồi nay bắt cái vỏ zin vô lại nha bác. Vỏ gai rất là đẹp luôn. 5018 máy về Vĩnh Phúc nha. Đẹp trời chốt buổi sáng cho hai bác luôn, một bác chốt online và một bác vô xe máy trực tiếp nha. Rồi. Này, vỏ nè, vỏ đầu nè. Vỏ đầu của nó là 8-18 nha. Vỏ sau là 13.6-26. 5018 là tương ứng là 50 mã lực nha các bác. Hộp số được trang bị là 8 tiếng 8 lùi, tiếng lùi đồng tốc nha. Động cơ W2403 nha các bác. Hôm nay lên xe nha bác, lên trước con Kubotan là 5018 nha, này về Vĩnh Phúc nha bác, con kia về Quảng Bình nha, con kia này về con 3001 này có luôn đuôi sến luôn nha bác, con này về Quảng Bình, con này về Vĩnh Phúc nha, hai em không hẹn mà gặp nhau nha, một cặp Kubota luôn, một dòng máy đời cũ và một dòng máy đời mới nha các bác.
Đây cửa hàng em có cài xế đầy đủ cho bác lựa chọn nha. Đây. Cửa hàng 50 cơ Hưng Phát nha bác, địa chỉ ấp Long Thành A, Sâm Hậu, Bình Dương, tỉnh Đồng Tháp nha. Hotline là 033 8955 972 nha các bác. Đẹp trời về lên hai em luôn nha. Một em về Vĩnh Phúc, một em về Quảng Bình nha các bác. Rồi lên xe, chúc bác chủ quay lòng phát tài nha. Máy cài cũng tan lên 518 nha bác. Máy về Quảng Bình nha. Con này gì ông bác vô xem trực tiếp nha. Ông bác về trước rồi. Này ông bác vô xem máy trực tiếp. Còn con 3001 kia là bác ông bác chúc online nha. Ông bác kèm theo một cái đuôi xế nữa nha các bác. Con 3001 thì kèm theo một cái đuôi xế, con đó là hai cầu tay lái trợ lực nha. Rồi tiếp theo nha. Này. Này là nồi đồng hối đá nha bác, rất là bền luôn. Này hai cầu tay lái trợ lực luôn nha các bác. Rồi lên xe nha. Tiếp theo em là Cupra Tang L3001DT nha. Máy về Quảng Bình nha các bác. Con này có kèm thêm một cái đuôi xế bãi luôn nha. Này là đủ nguyên bộ là về xế luôn nha các bác. 3001 nha. DT 2 cầu ta lá trợ lực nha. Ta lá trợ lực của em này bẻ rất là nhẹ luôn nha các bác. Em này gì 4 máy nha. 4 máy 30 mã lực nha các bác. Rồi các bác nào có cần các dòng máy cài một Cupra hoặc dân ma mà đề mới hay hoặc đề cũ gì, hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng nha. Cửa hàng còn rất nhiều các bác. Địa chỉ cửa hàng ốc Long Thành A, Sâm Hậu, Lưu Dung Tinh Pháp nha. Hotline là 033 8955 972 nha. Này em có đầy đủ combo hết, cài xế ủi đầy đủ hết nha các bác. Bác muốn cài có cài, muốn xế có xế nha, đầy đủ cho bác lựa chọn.